Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình ra giao lưu với anh em một cái cây mai lùm cúc rinh nha anh em, đang có mặt bông trên cây luôn. Đây thì mình quay tổng thể cái form cây trước cho anh em xem. Đấy, chiều cao cây là khoảng hơn 2 mét nha anh em. Thôi mình tính 2 mét đi, từ gốc lên ngọn 2 mét để cho nó anh em dễ hình dung. Đấy, cây rất là khủng, tây tán rất đẹp. Để mình tiến lại gần, mình quay cái gốc đó cũng như là thân cành cho anh em xem. Đây cái mạch bông trên cây này nè, đấy mạch bông của nó này, đấy mạch bông đó rất là nhiều lớp nha anh em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 lớp gì đó anh em. Đấy, bông cúc rinh nha anh em, cúc rinh đang có mạch bông trên cây rất là chuẩn cây chuẩn hoa. Cây lùm. Đây, cái cốt thân chính đó này. Thân chính này cốt khoảng 17 18 anh em. 17 18 20 nha anh em. Chỗ này chắc 20. Đấy, còn cái này là mấy cái nhánh con. Mấy cái nhánh con của cái cây. Đó. Liền lạc luôn. Cúc rinh nha anh em. Đấy, bông này, bông búp. Thì giờ mình quay thì buổi sáng rồi. Buổi sáng, sáng sớm mình quay cho anh em xem nè, đang nắng. Bông nó mặt bông nó mới nở ra. Trứng á thì mình quay cho nó kỹ cây, anh em xem rồi chọn mua nha anh em. Bông búp này. Đấy. Bông búp nở lấm chấm rất là đẹp. Đấy. Cây rất là cao nha anh em, cao mà bông búp rất là nhiều. Cây rất là đẹp. Cây hiện tại đang nằm trong cái chậu 50-55 nha anh em. Chậu đất thôi, chậu xi măng cũ đó. Cũ đó, tứ diện. Cây có cũ có đớ đàng hoàng nha anh em. Một cây lùm rất đẹp. Cây lùm tây tán rất đều rất đẹp nha anh em. Cây này anh em giao lưu và trồng trong bồn trước nhà rồi ạ. Thôi cho khỏi nói luôn, tuyệt vời nha anh em. Bông này nó bị héo rồi, bị tàn rồi. Có cái chùm bông mới nữa nè. Đấy, rất là đẹp. Bông bở nó búp rất là nhiều. Cái dòng này rất đẹp nha anh em, khôn hoa. Mình nhìn cái hoa này mình ghiêng rồi nè anh em. Đó, cao quá, trên cao. Tán rộng khoảng chắc 80-90 mét nha anh em. Cây rất là lớn, form cây rất lớn nha anh em. Lùm luôn, cây lùm tự nhiên. Cây này một cõi ba thân nha anh em. Ba thân, ba huynh đệ. Đấy, anh em nào thích cây lùm này cứ liên hệ với mình ha. Rồi, cảm ơn anh em. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Anh em nào cả nhà ở giao lưu cây lùm cúc rinh này thì cứ liên hệ đến số điện thoại mình để trên màn ảnh là 0987096755. Một cây lùm cúc rinh có mặt bông trên cây. Rất là chuẩn cây chuẩn hoa cho anh em ấy ha. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo.